Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng là thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền Bắc bao gồm cả thủ đô Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần này. Do vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại nên số giờ nắng trong ngày sẽ tăng hơn những ngày trước. Nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng như là Hòa Bình, Hà Nội hay là Ninh Bình với nhiệt độ ban trưa có thể vượt ngưỡng 35 độ. Sang tới ngày mai thì nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn về diện, tập trung ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 35 cho tới 37 độ. Riêng một số tỉnh thuộc Tây Bắc và Việt Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai hay là Hà Giang, thời gian mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng. Còn ban ngày thì nắng gián đoạn nên nhiệt độ thấp hơn từ 32 cho tới 33 độ. Nắng nóng ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 8. Sau đó thì dự báo từ đêm thứ 3 tới ngày thứ 6, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ thời gian này có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 tới 2,5 mét. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Đối với các tỉnh miền Trung, trong những ngày quá trình hoạt động trở lại của vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn vẫn là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trải dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 37 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Con Cuông, Quỳnh Lưu hay là Hương Khê của Hà Tĩnh mức nhiệt đều trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 tới 16 giờ, độ ẩm tương đối, thấp nhất ngày phổ biến từ 50 tới 60%. Dự báo đợt nóng ở miền Trung sẽ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 8. Trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6 tuần sau, nắng nóng dịu dần ở miền Trung, ban ngày xuất hiện nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong khi ở Bắc Bộ, miền Trung, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại, thì tại miền Nam vẫn chịu tác động của rìa phía Bắc dạnh áp thấp có trục từ 5 tới 9 độ Vĩ Bắc. Dưới tác động của dạnh áp thấp này thì chiều và tối nay, ở Nam Bộ cũng như là Tây Nguyên, tiếp tục sẽ có mưa rào và dông. Diện mưa trên cả hai khu vực ở mức rải rác nhưng ít có khả năng xuất hiện những điểm mưa to. Còn về nhiệt độ thì dự báo trong ngày, nhiệt độ ở Tây Nguyên chưa có nhiều biến động, vẫn ở mức từ 30 tới 32 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt từ 32 tới 34 độ. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai 22 tháng 8 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 36 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa,
Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.